12 xin chào anh em, chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng ha. Khá lâu rồi mới lên cho anh em mình một cái clip về dụng cụ cầm tay. Thì hôm nay soạn được ít hàng nè, con cứ mở quạt lên đi con, đâu có gì đâu. Hôm nay soạn được ít hàng nè, lên cho anh em mình luôn trong clip ngày hôm nay. Thì hôm nay đồ mới có nè, đồ cũ có nè, đồ điện có nè, đồ xăng có nè, đồ pin có nè. Tất cả trong clip ngày hôm nay ha. Đèn về lại có sẵn rất là nhiều rồi nha anh em. Anh em mua đèn thì lô này cũng có lại đáp ứng cho anh em mình. Lần trước thì em báo hết đèn với anh em. Ở bên đây là khoan với lại bù lông, kia là cưa cành mini, mẫu mới về. Ở bên đây thì em có full vàng AG cho anh em mình ha. Anh em nào fan của AG thì nhìn vô vàng này là đúng bài ha. Ở bên đây thì dành cho anh em nào fan của AG. Còn bên đây thì dành cho anh em là fan của Raubi. Thì như thường lệ mỗi khi với anh em mình ha, thì những món trong clip của ngày hôm nay, dụng cụ là em đều bao ship cho anh em mình hết. Về chính sách bảo hành thì sẽ có một số cái hàng mới, hàng cũ. Hàng mới thì em sẽ bảo hành cho anh em mình là 1 năm, hàng cũ thì em sẽ bảo hành cho anh em mình là 3 tháng hết. Về sau là Hồng em hỗ trợ sửa chữa cho anh em mình luôn, nên anh em cứ yên tâm lựa chọn thôi. Thì hôm nay thì có mấy bạn cũng đang soạn hàng, xíu nữa em sẽ lên từ cái từ món cho anh em mình để xem coi có anh em nào cảm thấy phù hợp với cái nhu cầu sử dụng là mình triển thôi ha. Rồi vào việc ngày hôm nay vẫn là cái một sự là không bao giờ mà hết hot được với anh em mình, đó là một cái con nén khí. Đây, trước mặt với anh em đây là cái con nén khí 24 lít có dầu ha, dành cho anh em nào thích dư là dùng đi công trình nè, ở nhà xịt hơi, bơm xe, phun sơn, thổi BU. Đó, anh em nào thích cái kiểu dáng nhỏ gọn á, mà anh em mình dễ di chuyển chở đi á, thì anh em mình triển con này. Con này là thương hiệu là Metabo, công suất là 1500W, tương đương với lại là 2 ngựa đó anh em. Con này là áp 8kg ha, 2 đồng hồ, sẽ có một loại 1 đồng hồ và sẽ có một loại 2 đồng hồ. Van này là van gạt chưa nói hơi ha, chưa nói đầu van thì em có tặng kèm, anh em về chỉ cần dặn vô thôi là xài. Con này là áp 8kg luôn nha anh em, tình trạng siêu đẹp luôn. Đầu mà anh em thấy còn sáng như vậy là anh em hiểu rồi ha. Con này thì anh em mình thích hợp như là sử dụng gia đình được, mang theo chở theo thì em cũng thấy khá là tiện ha. Bánh xe kéo đẩy linh hoạt, động cơ có dầu nha anh em. Bình thì nó sẽ có một số chỗ nó xước xát, em có dặm lại rồi, nhưng mà dặm nguyên zin rất là đẹp nha anh em. Đó, nên anh em cứ yên tâm về là xài. Nói chung là hàng bãi là phải dọn lại cho đẹp đẹp một xíu á, là để anh em mình lên clip cho nó đẹp. Con này là 1500W nè anh em. Đó, tua là 2850 dòng trên phút ha, áp 8kg, bình 24 lít 116 psi. Con này là 2 đồng hồ, 1 đồng hồ báo áp, 1 đồng hồ báo ký. Chui là chui UK, anh em nhìn là biết ha, hàng xuất cơ thị trường Đức. Con này là van xả nè anh em, rà le nè, tay nắm nè, khá là gọn cho một con nén khí ha. Thì hiện tại một con này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.800.000 ha. 1.800.000 thì anh em nào lưu ý ha, clip nén khí trước là 2 van đồng hồ thì sẽ giá sẽ là 1.900.000. Con này thì 1 van đồng hồ, 1 van nè anh em, 1 van xả ra nên sẽ là 1.800.000 một con ha. Con này thì clip này thì được ưu đãi hoàn toàn miễn ship cho anh em mình luôn, nên anh em mình cứ chọn là triển rồi ha. Kiếm một con nén khí xịt bụi vệ sinh xe đâu này kia thì con này là đồ phù hợp với anh em mình nè. Đó, 24 lít. Con kéo con này ra ngoài chủ ghê. Rồi tiếp tục với anh em, bên đây thì em sẽ có đó là một cái con nồi chiên không dầu của Copperit nha. Thì anh em nào cũng biết về thương hiệu Copperit là thương hiệu của Italy. Con này sản xuất cho thị trường Italy luôn. Con này là chính ngạch Ý nha, Italy đàng hoàng. Con này thì dung tích là 12 lít, anh em mình có thể bỏ nguyên con gà được. Con này đặc biệt cái là xuất cho 4 thị trường, đó là Đức, Pháp, Ý và Anh. Nó 4 thị trường này thôi. Và con này rất là hay, con nồi chiên không dầu này là em làm là do nó có 4 chức năng, đó là chiên, nướng, quay, sấy. Chiên, nướng, quay, sấy, 4 chức năng ha. Màn hình cảm ứng anh em ghim điện vô đây là nó nổi full màn hình lên đây. Con này thì anh em nào mà cần em làm clip thì em sẽ làm clip hướng dẫn, tại vì em cũng đang xài một cái luôn. Con này là tình trạng như gần như mới 100%. Con này là hàng tổng kho nên giá cực kỳ tốt, Italy về nha anh em, chính ngạch có bởi ít Italy luôn nha. Con này thì nồi chiên không dầu này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 3 triệu đúng một cái. Nồi chiên không dầu Copperit 3 triệu đúng một cái, dung tích là 12 lít, 3 triệu đúng nha anh em.
bốn chức năng, đó là chiên, nướng, quài, sấy. Con này thì cực kỳ đẹp luôn, chưa khui siêu luôn nè anh em. Em là khui luôn nè. Con này là ở nhà em cũng đang xài một cái, cực kỳ ngon ha, nướng nguyên con gà được luôn. 12 lít khá là to ha. Ở đây nó có đủ phụ kiện như là anh em mình muốn nướng thịt xiên que, rồi anh em mình muốn làm khoai tây sấy, khoai tây nướng đồ này kia đó anh em. Đó, cực kỳ ngon. Đó, nồi khá là lớn, bỏ nguyên con gà được luôn nha anh em, gọi là 12 lít của CoverX hàng Italy ha. Con này thì dùng điện chuẩn là 240V. Điện chuẩn của nó là 240V nha anh em. Chui điện nhìn nè anh em là biết hàng từ đâu về liền ha. 240V anh em mình về xài 220 là bình thường. Đặc biệt cái là rất tiết kiệm điện nha, không hao điện luôn. Hàng của Italy chính ngạch CoverX ha. Anh em nào không tin thì cứ việc tra mã dò giá xem. Con này em đang bán cho anh em mình với giá là 3 triệu đúng ha. Hàng CoverX rồi. Bên đây thì em sẽ có một dàn hút bụi. Ở đây thì em sẽ có một dàn hút bụi giới thiệu với anh em mình lần này. Thì đầu tiên thì em sẽ quay đó là cái con hút bụi của Tenley. Con này là 12V DC tương đương với lại là sử dụng tẩu 12V. Hoặc là anh em mình có thể cắm cọc bình 12V dành cho anh em sử dụng như là xe ô tô nè. Là cái thứ nhất rất là tiện. Anh em xe khách cũng tiện luôn. Khi anh em chở khách á, mà khách tới chỗ rồi á, mà xe dơ á, anh em mình cắm thẳng cái tẩu này vô cái xe ô tô mình có sẵn nè, là anh em mình hút thôi. Nó rất là nhỏ gọn anh em, tầm khoảng gang tay. Anh em mình bỏ theo xe hoặc là bỏ trong cốp xe nó cũng khá là gọn luôn. Con này thì có thêm một cái chế độ đó là cắm cọc bình cho anh em mình. Ví dụ như anh em nào mua về để sử dụng mục đích như là cắm bình để hút bụi á, thì vẫn có một cái cân chuyển cắm bình nha. Còn anh em nào mua về có ô tô xài vô cắm thẳng trực tiếp vô cái tẩu mà trong xe đang có thì mình chuyển ha. Riêng con này thì hiện tại chỉ có 980.000 một con thôi, được miễn ship nha anh em. Hút bụi Tenley 12V DC, con này là cắm tẩu 12V ha, cắm cọc bình. Đó, con này giá hiện tại là chỉ có 980.000 thôi, full phụ kiện. Mở cái thùng nhìn chú một cái, mở hai bên ra, con lận hai bên ra là gì, là nó ra nè, đúng rồi. Đó, ở đây là anh em mình có thể hút khô được, hút nước được ha, hút nước được là cái thứ nhất. Anh em mình hút bụi trên xe là cái thứ hai. Ở đây là ống ruột gà cũng khá là dài cho anh em mình di chuyển gốc khe kẹt rồi đó. Nó có thêm một cái đầu hút khe ở trong thùng của anh em ra. Đó, nói chung là 980.000 dành cho anh em mình trải nghiệm có xe ô tô hút khá là tiện. Sử dụng cái cọc tẩu này là em thấy tiện nhất nè. Em thấy Tenley làm con hút bụi này là hơi bị ngon nha anh em. 980.000 một cây, được miễn ship nha. Hút bụi 12V DC, anh em lưu ý giùm em chỗ này, 12V DC, không nhớ mã thì anh em chụp lại màn hình giùm em ha. Qua lấy con đó ra đi con. Rồi, tiếp tục với anh em mình, bên đây thì em sẽ có một con hút bụi Tenley. Một số anh em hỏi là cần một tìm một cái hút bụi nhỏ gọn là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là hút gia đình. Đó, cái thứ ba nữa là hút nước được. Thì đối với một số anh em như là muốn hút phòng, hút nhà nhỏ, hút xốp nhỏ thì anh em mình sử dụng cái 9 lít này là vừa nè. Em thấy là nó quá vừa so với một cái tầm tay của anh em mình luôn. Giống như anh em mình có cái phòng hoặc là cái xốp nhỏ nhỏ vừa vừa, anh em mình hút bụi đồ này kia đó. Đó, nói chung là con 9 lít này là con phổ thông nhất mà em thấy. Con này công suất là 1.6 HP, tương đương với lại là 1400W. Con này là hút được nước, hút khô được. Đó, hút khô, hút nước được. Mở thùng, dung tích bình là 9 lít nha anh em. Bốn bánh xe kéo đẩy linh hoạt nằm ở dưới, bàn chà hút nè, ống hút khe nè. Đó, đầy đủ phụ kiện cho một cái thùng luôn. Ba ống nối dài để anh em mình làm một cái bàn chà, anh em mình kéo hút ở trên nền. Con này thì hiện tại bên shop đang bán cho anh em mình với giá là 1.350.000 con hút bụi Tenley 9 lít. Anh em rồi đang tìm kiếm một con hút bụi giống như là nhỏ vừa túi tiền cầm tay đó, giống như là nói chung là nhỏ nhỏ gọn gọn thôi đó. Thì cái con 9 lít này là em thấy là trong phân khúc gọn nhất mà hiện tại em đang bán. 1.350.000 giá quá tốt luôn anh em. Dây đồng, được bảo hành 1 năm nữa. Đó, được bảo hành 1 năm nên anh em mình cứ yên tâm về cái mẫu hút bụi lần này ha. 1 năm cho anh em mình trải nghiệm, 1.350.000 9 lít. Rồi, riêng về anh em nào mà thích cái bình inox á, thì bây giờ là trở về sau thì em sẽ hướng dẫn đó là cái bình inox ha. Trước mặt với anh em đây là cái con hút bụi Tenley 15 lít. Anh em nào thích tôi cần lớn hơn xíu, cần thêm một cái chức năng đó nữa là chức năng thổi ha. Chức năng tôi cần, có một số nhiều lúc tôi cần tôi thổi bụi á, thì có chức năng thổi nằm ở trên đây. Con 9 lít thì nó lại không có, riêng con 15 lít trở lên thì nó sẽ có ha. Con này thì vẫn là ba ống nối dài. Đó,
công suất là 1.8 HP, tương đương với lại là 1.600 W. Con này mạnh hơn con kia 200 W, hút khô được, hút nước được 15 lít bình inox ha, inox 201. Đó, con này vẫn có bánh xe kéo đẩy linh hoạt. Nói chung là mấy con hút bụi này là dạng thùng đứng như vậy, đều có bánh xe kéo đẩy linh hoạt hết cho anh em mình di chuyển kéo nè, lên cầu thang, hút bụi, hút kẹt. Gần Tết rồi anh em mình trải nghiệm hút bụi là đúng bài ha. Cái khúc này hút bụi là nó hợp lý, khúc sau là hút bụi là nó hơi lên giá đó anh em, tại vì nó gần Tết nó hút hàng. Rồi thì hiện tại con này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.750.000. 1.750.000, dung tích bình là 15 lít của Tenlay ha. Hút khô, hút nước, thổi được. Đó, 15 lít bình inox. Anh em nào mà thích dạng bình inox thì chuyển con này là đúng bài. Con lại mở thùng cho anh em coi cái để đó đi con. Đó. Mở cái thùng cho anh em cái. Mấy con này là lực hút anh em mình khỏi phải bàn rồi. Nhu cầu sử dụng gia đình đồ này kia đó là đúng bài ha. Ống ruột gà, bàn hút đầy đủ trong thùng hết. Nói chung là ở trên cái thùng mà nó để bao nhiêu phụ kiện là anh em mình nhận, lúc mà anh em mình nhận hàng á, anh em mình kiểm tra coi đúng phụ kiện hay không, hoặc là anh em mình không hiểu chỗ nào thì cứ việc gọi em ha, em tư vấn. Hôm qua có một cái anh kia ảnh mua một cây hút bụi, ảnh về ảnh nói là ảnh gắn vô cái dây đề hút mà tại sao trên đây thổi mạnh quá. Làm gì có chuyện thổi, là do cái máy có thêm chức năng để anh em mình gắn cái dây ruột gà qua đây là để anh em mình thổi bụi đó, chứ không phải là cái máy mà hút ở dưới xong rồi nó bay bụi ra đây thì nhà sản xuất người ta không có làm nha. Cái này là em tư vấn trước khi anh em mình nhận hàng cho anh em mình dễ hiểu hơn. Đó là 15 lít Tenlay 1.750.000. Rồi tiếp tục với anh em mình, đó là cái dòng mà hồi nãy không có 23 lít hả con? Rồi quên đem 23 lít qua quay cho anh em mình coi rồi. Rồi trước mặt với anh em đây là anh em mình đang tìm kiếm một cái con hút bụi lớn. Đó, hút bụi lớn nè, hút quạt cưa, hút bụi xà bằng mà dạng như là cát bụi rồi đó anh em. Đó, cát bụi mà lớn, hút mài cưa lớn nè, đi công trình nè, đó, làm công nghiệp nè. Thì anh em mình nên sử dụng cái con Tenlay 30 lít này. Dung tích bình là 30 lít, hai ống nối dài, ống lớn đàng hoàng. Công suất là 5.5 HP, tương đương với lại là tầm khoảng là 1 HP là 750 W. Tương đương với lại là 4.000 W đó anh em. Con này lực là lực thì khỏi phải bàn luôn. Anh em mình hút khô nè, hút nước. Nói chung là con này là anh em mình làm chuyên nghiệp được, anh em mình đi công trình được, công nghiệp được, mở thùng. Riêng con 30 lít này trở lên thì lọc của nó thiết kế là lọc HEPA nha anh em. Đó, đây là lọc HEPA, tấm lọc HEPA ha. Ống ruột gà, full phụ kiện trong đây, bánh xe đâu này kia đầy đủ trong đây hết. Thì anh em nào đang tìm kiếm một con hút bụi mạnh, ngon, bền, đi làm chuyên nghiệp, công trình đồ này kia, hút quạt cưa ở nhà xưởng mộc rồi đó, thì anh em mình chuyển con này. Con này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 30 lít, tương đương là 2.750.000. 2.750.000 một con. Đó, em vừa xa xa cho anh em mình chụp lại màn hình ha. 2.750.000 một con qua mẫu. Rồi con lấy con gái tracker là đây. Rồi tiếp tục với anh em mình, ở bên đây thì em sẽ có một cái con Black Decker thương hiệu Mỹ. Anh em nào thích về cái thương hiệu Black Decker, là em hút bụi này là của Black Decker đây. Anh em mà có theo dõi Facebook với lại Zalo của em á, thì anh em cũng đã thấy là em có đăng mấy con hút bụi robot mà dạng như là của Black Decker á, là không có đủ để giao. Thì hôm nay là có con hút bụi điện của Black Decker trước mặt với anh em đây. Đây là con hút bụi điện Black Decker 20 lít. Con này động cơ là điện xài sử dụng điện là 220 V. Đó, động cơ là 1600 W, IP chống bụi X4. Con này sản xuất năm 2021, điện là điện 220 đến 240 V. Black Decker là thương hiệu của Mỹ, anh em mình có thể quan tâm hàng chính hãng tại Thái Lan. Đó, nó có bán nhiều cái ở showroom ở Thái Lan mà mình nhập chính ngạch về theo cái đường đó là đường Thái Lan nha anh em. Riêng con hút bụi Black Decker này là ống ruột gà nè, bàn hút bụi mịn nè, đầu hút khe nè. Đó, đây mở thùng mẫu 20 lít này nhưng mà lại lọc HEPA ha, lọc HEPA nhìn siêu xịn luôn. Thùng inox khá là dày, đó, inox khá là dày ha. Phụ kiện bánh xe này kia đầy đủ hết, đóng thùng. Con này vừa có chức năng hút bụi hút nước vừa có chức năng thổi ở phía sau. Và con này thì lọc HEPA trở đi thì Black Decker làm khá là đẹp ha anh em. Mẫu 20 lít này là nhìn siêu nét. Anh em nào mà yêu thích thương hiệu Mỹ thì mình chuyển con này.
Giá con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2.450.000. Hút bụi LED Decker 20 lít lọc H3 thương hiệu Mỹ, full phụ kiện đi kèm mới 100% ha. Giá hiện tại là 2.450.000. Hút bụi LED Decker 20 lít qua mẫu. Rồi, tiếp tục với anh em mình, đó là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng. Nổi tiếng với một số anh em biết chơi đồ, nổi tiếng với một số anh em đam mê thương hiệu Mỹ. Thì đây là cái con hút bụi DeWatt. Trước mặt với anh em đây là con hút bụi DeWatt dạng nằm, thùng nằm ha anh em. Con này thì cho anh em mình xách di chuyển nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em mình dễ dàng đi công trình mà anh em mình cầm leo cầu thang, leo cao để anh em mình hút. Thì nó thiết kế không có bánh xe, dạng thùng nằm dài như vậy nè anh em. Mở thùng, con này điện nguồn là điện 220 ha, lực hút khá là mạnh. Ống ruột gà nè, làm dạng mềm để cho anh em mình kéo dài ha. Lọc cũng là lọc H3. Con này dạng thùng nằm nhưng mà vẫn hút khô hút nước được, siêu mạnh cho anh em mình thao tác luôn ha. Anh em nào thích dạng thùng nằm á, rồi con đóng thùng lại đi, con quay một vòng cho anh em coi nè. Đó, con dạng thùng nằm nè, thương hiệu DeWatt ha. Hai ống nối dài phía sau, bàn hút này kia đầy đủ hết cho một con máy để xuống. Đây, chính hãng DeWatt ha, mã là DXV15T. Đó, con này là điện 220 50H. Con này là cân nặng là 6kg, 1.8 HP. Đó, 1.8 HP, khá là mạnh nha anh em. Con này thì được hãng hỗ trợ bảo hành chính hãng là lên tới 3 năm. DeWatt lúc nào cũng là 3 năm á anh em. Và con này hỗ trợ bảo hành cho anh em mình là khá là sâu ha. Anh em nào làm nghề con này thì khá là mạnh luôn. Và riêng về con này thì em sẽ bán cho anh em mình với giá là 3.2 triệu. Dành cho anh em nào thích dạng như là yêu về thương hiệu DeWatt, hút dạng nằm đồ này kia đó, thì anh em mình chuyển cái này là đúng bài ha. Đó, con này là đúng bài, hút bụi DeWatt dạng nằm, thùng nằm, cầm tay khá là gọn. Ống ruột gà mềm là cái lợi thế nè anh em, nó không có bị vướng khi mà anh em cần anh em mình kéo giãn ra thôi. Còn bình thường nó sẽ nằm ở tư thế nó là khích lại như vậy, khá là mềm cho anh em mình bẻ góc cạnh để anh em mình hút những cái ở những cái kẹt khó đâu này kia. Phụ kiện thì đầy đủ, con này hiện tại là 3.2 triệu một con nha anh em. Hút bụi DeWatt. Rồi, bên đây thì em sẽ có một con phát điện, lấy quay con phát điện này cả. Rồi, trước mặt với anh em đây là một cái con phát điện cách âm Teddy Power, hàng xuất cho thị trường châu Âu. Con này là điện phát là 220V, công suất là 2000IS, tương đương với lại là 2kg. Con này thì điện phát ra là 230V. Quay vòng, cách âm nha anh em, mới 100% luôn. Nói chung là line new á. Đó, như mới 100%, quay một vòng nữa đi con, khá là đẹp ha. Độ ồn máy phát điện mà chỉ có 90 dB thôi là anh em mình hiểu là cái tiếng nó như thế nào ha. Thì thầm mùa xuân, anh em mà quên mở máy phát điện xong rồi cái anh em mình không để ý một cái là bị lượn liền. Tại nó không có ảnh hưởng tiếng máy rất là nhiều. Con này dùng xăng 4 thì, quay mặt đồng hồ lại cho chú coi cái. Đó, hướng dẫn anh em ở đây. Ở đây thì nó có cổng 230V. Ở đây thì có cổng USB. Bên đây thì có cổng DC 12V cho anh em mình sạc bình đồ này kia. Ở đây thì có rờ le báo quá tải nè, công tắc tiết kiệm xăng nè, không tiết kiệm xăng nè, có nút reset đồng hồ nè. Ở đây thì chế độ anh em mình dặn chớp giật nổ xong kéo qua on. Con này thì tiêu thụ của nó thì chỉ là 0.72 lít trên giờ, là tương đương với lại là thí dụ 1 lít là 10 đi thì nó là 0.7 à anh em. Thì 1 giờ nó tiêu thụ chưa tới 1 lít, rất là tiết kiệm luôn. Dành cho anh em như mình là 2000W, như là mình đủ như là nấu cơm được, quạt đèn được, anh em mình cắm trại cam binh thì khá là im cho giới một con máy vậy ha. Thì hiện tại con phát điện Teddy 2000W này em đang bán cho anh em mình với giá là 8 triệu một con ha. Phát điện Teddy cách âm 2000W, hàng xuất thị trường châu Âu nha anh em. Và em nói thẳng cái thị trường đó luôn là Ukraine. Con này đợt đó làm cho thị trường Ukraine bị mất điện á, là con này xuất qua bên đó. Rồi, rồi bên đây thì em sẽ có một cái con cưa lọng Auditone. Ở trong bình luận clip trước á, có một số anh em hỏi còn cưa lọng đứng không, lên clip cho anh em xem. Thì hôm nay sẵn lên clip cho anh em mình coi, đó là cái con cưa lọng đứng của Auditone. Thì anh em nào làm nghề như lọng gỗ DIY rồi này kia, làm mộc rồi đang tìm một con cưa lọng thì con này là đúng bài. Full phụ kiện mới 100%, chưa lắp bàn,
chưa lắp cử ha. Đầy đủ cưa lậm dòng của Vito ha. Con này là hàng mới 100%, hàng Úc về. Đó, để nghiêng qua cái chú quay cái thông số cho anh em coi cái. Đây, thông số kỹ thuật của nó là điện là xài điện 220 đến 240V nè anh em. Lưỡi là 1400 mili. Đó, con này thì công suất là 250W. Là đường kính lưỡi dày là 8mm nè. Sản xuất 2021, mới nguyên thùng, phụ kiện chưa dùng. Con này là chưa dùng nha. Lưỡi anh em nhìn là thấy chưa dùng nè. Đó, anh em là đang tìm kiếm một con cưa lộng vòng mà hàng mới cô Di Toàn thì cái này là đúng bài ha. Cái này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2.8 triệu một cây thôi. Mới 100% nha, chỉ có 2.8 triệu một cây cưa lộng dòng Ojito. Rồi, em đụng cái gì thì em sẽ quay cái đó cho anh em mình coi nha. Rồi, ở đây thì em sẽ có một cái bộ dao EWE, gồm có 4 dao và một kéo nha. Ở đây thì có dao gọt trái cây nè, dao thái thịt nè, dao thái thịt nữa nè. Dao này là dao chặt gà nè. Đây là kéo nè, một bộ như vậy. Thì hiện tại là 700.000, hàng EWE, sức UK nha, cho thị trường UK. Anh em tìm hiểu về cái thương hiệu dao này nha. EWE, một bộ dao như vậy là 700.000 nha. Hình như là còn có 4 bộ nha. Dao EWE hàng UK nha. Khá là nét nha anh em. À, xuất thị trường UK đàng hoàng à, cho anh em mình coi nè. Đó, thấy góc không? Hơi mờ nha. Giá đèn UK. Đó. Khá là bén ha anh em. Hàng UK thì anh em khỏi phải lo rồi. Xuất cho châu Âu với lại thị trường Anh rồi này kia, khá là nét. EWE này 800.000 một bộ nha. Hiện tại thì em còn 4 bộ nha. Bộ dao, 4 dao, một kéo, hàng EWE. Rồi, qua. Tiếp tục với anh em mình, đó là một cái tủ đồ nghề. Nói chung là một cái tủ để anh em mình đựng máy, đựng tuôn, đựng treo máy khoan đồ này kia. Mà hàng là của CFBS. Hàng này thì anh em không cần phải lo nữa ha. Một thương hiệu khá nổi tiếng về tủ đồ nghề. Thì anh em mình treo những cây khoan. À nẹn nẹn, con lấy cây khoan cho chú nẹn ơi. Ở đây thì nó có tặng đầy đủ phụ kiện cho anh em mình nè. Nó còn một cái tấm ngang để anh em mình lót ngang qua về. Anh em mình bỏ như là khoan dít máy anh em mình đi làm về á, bỏ là đúng bài. Riêng mấy cây khoan mà anh em mình muốn gắn gọn vô đi, anh em mình bỏ vô như vậy ha. Một lỗ thì được 4-5 cây nha anh em. Anh em mình treo bắt lên tường, treo máy khá là đẹp ha. Hàng của CSBS làm cho máy tool. Thì cây này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.650.000 nha. 1.650.000 tủ treo máy CSBS, thương hiệu khá nổi tiếng nha anh em. Tủ treo máy CSBS khá là to nha. Anh em mình treo lên tường, treo máy để dụng cụ đồ nghề, nói chung là vô cái tủ này khá là lớn. Tủ này lớn lắm anh em. Anh em nhìn chiều ngang là anh em mình biết rồi ha. Một lỗ như vậy anh em mình có thể treo được 3 máy nha. Mà ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 lỗ. Đó, anh em mình treo khá là nhiều máy ha. Anh em nào đam mê tool, mình treo cái tủ này lên tường cái, xong anh em mình treo máy lên, về đi làm về ngồi ngắm uống cà phê nhìn cái bộ tool của mình ha, là đúng bài. 1.650.000 một bộ tủ đồ nghề treo máy của thằng CSPS nha anh em. Rồi, con đem cái con lau ngay nhà này lại, đằng cái khúc con hút bụi robot xíu chú quay cho anh em coi. Rồi, với lại con mở cái hộp này ra. Đây nữa rồi nè. Mở cái hộp này ra nè. Rồi, giới thiệu với anh em mình, đó là một cái bộ hút bụi pin của thằng Boss nha. Bộ này là 12V, dành cho anh em nào thích đang tìm kiếm một con hút bụi cầm tay nè, hút nền, hút khe xe, cầm tay nhỏ gọn nha. Một máy, một pin, một sạc của Boss. Thương hiệu Boss thì nó khá nổi tiếng với anh em mình. 12V, cầm khá là gọn nha. Để trên xe hút bụi đồ này kia nó cũng gọn luôn. Đó, con này là gốc Germany, thị trường Germany rõ ràng ha. Con này là tương đương với lại là 75W. Sử dụng pin 12V, một máy, một pin, một sạc nha. Nó dính theo máy một bộ đầy đủ phụ kiện như vậy. Hai ống nối, bàn hút, đầu hút, cục sạc đầy đủ như vậy. Hiện tại em sale cho anh em mình chỉ có là 1.200.000 một bộ thôi nha. Hút bụi Boss pin 12V, một bộ, một máy, một pin, một sạc. Giá hiện tại chỉ có 1.200.000 một bộ thôi nha anh em. Hút bụi pin Boss nha. Đó, một bộ như vậy là về bỏ lên xe hút kẹt rồi này kia á,
anh em mình hút vặt vặt rồi này kia nhỏ nhỏ trong nhà khá là hợp lý cho bộ bot này ha. Bot bao bền, anh em cứ yên tâm. Rồi, bắt đầu vô những cái món dụng cụ chính của ngày hôm nay ha. Em đi từ hết cái dàn đồ điện cái em sẽ liên qua bên đây cho em. Nam Rinh cho con cái thùng thùng này xuống cái. Vâng. Ờ à, đúng rồi. Rinh thùng đèn để đó đi. Con lấy cái đèn năng lượng ra đây. Lấy cái đèn tai nghe với lại cái đèn năng lượng hay hay ở đằng kia quay cho anh em con cái. Hôm nay clip khá là dài nha. Anh em mình em nãy em có lia rồi đó. Anh em mình có thể tua tới những món mà anh em lia, anh em thấy cần ha. Là anh em mình có thể tới khúc đó. Khá là hay trong clip này. Clip này dài lắm anh em. Rồi. Rồi, ở đây thì em sẽ vẫn còn là một số cái tai nghe nha anh em. Còn chừng mười mấy 20 cái nữa là xong rồi. Tai nghe AirPods ha. AirPods này AirPods thế hệ 3. Cái tai nghe này thì anh em mình có thể như là kết nối điện thoại Samsung, Oppo. Bữa trước thì anh em có một số anh em hỏi là điện thoại anh em xài Samsung với là Apple kết nối được không? Thì anh em mình vẫn kết nối Bluetooth bình thường ha. Còn riêng dòng iPhone thì anh em chỉ cần nhấn giữ nút là tự kết nối rồi. Con này là dành cho anh em tai nghe không dây. Anh em về hết là anh em mình sạc thôi. Đó, hết pin xài hết pin là sạc thôi. Đó, bây giờ thời thượng là mang tai nghe không dây thì nhiều. Đó, nhưng mà những cái dòng này thì giá rẻ dành cho một số anh em không có đủ để mua hàng riêu. Đó, thì anh em mình chơi hàng này. Một bộ như vậy chỉ có 350 ngàn thôi anh em. Tai nghe của AirPods nè. AirPods này là AirPods Pro nha anh em. AirPods Pro thì anh em để ý nó có cái cục nhựa nè anh em. Đó, để mang cho mình im lỗ tai nè. Mấy tai nghe này còn như mới nha. Chưa có ai xài nha. Anh em về là anh em xài chứ không phải là bán mà đã có xài rồi cho anh em mình. Đó, một số anh em mình ngại người ta xài rồi dính vô tai rồi này kia đó. Mà riêng mấy bộ này là mới, nó có full bộ cử để lỗ tai cho anh em mình luôn nè. Còn mới nằm trong đây chưa gắn vô nữa nè. Là thí dụ như anh em mình có một số anh em tai nhỏ, tai lớn thì anh em mình có thể đổi những cái cử ở nằm chỗ này cho anh em mình vừa với lỗ tai. Giá hiện tại cái này là 350 ngàn tai nghe pin của AirPods Pro. Rồi qua. Ở đây thì em có nhiều cái đèn này lắm nè anh em. Cái đèn này hay ở chỗ là anh em nào xem ở Zalo em thì cũng đã thấy rồi ha. Ai mà có theo dõi Zalo đã thấy cái đèn này. Cái đèn này cực kỳ hay, đèn năng lượng xài pin. Đó, cái đèn này thì anh em rất là tiện nè. Anh em mình đi cắm trại được. Anh em mình đi cắm trại được là cái thứ nhất. Anh em mình làm đèn cảnh báo được là cái thứ hai. Mang theo xe được là cái thứ ba nữa. Rất là tiện luôn. Anh em mình có thể như là treo, móc treo đồ này kia đó anh em. Đó, anh em mình treo trần như vậy. Nói chung là anh em mình ngồi, thí dụ ở chỗ nào thiếu ánh sáng, anh em đem nó ra, anh em mình phát như vậy ha. Thì ban ngày thì anh em mình cứ để nó phơi nắng như vậy. Còn ban đêm thì anh em mình đem vô nhà để cần dùng thôi. Nói chung đèn năng lượng pin di động này nó khá là phù hợp luôn ha. Đặc biệt con này nó hay ở chỗ là em làm nó là do nè. Anh em nhìn nè. Đó. Có 3 chế độ sáng. Đặc biệt cái là có 2 chế độ sáng đó là ánh sáng vàng. Một số anh em hợp với ánh sáng vàng thì anh em mình chơi ánh sáng vàng nè. Đó, anh em thấy ánh sáng vàng không? Một số anh em hợp với ánh sáng trắng thì anh em mình chơi với ánh sáng trắng nè, thấy không? Đây là ánh sáng trắng. Đó, anh em nào mà giống như là có xe tải hay là gì đó, anh em mình làm đèn cảnh báo được luôn. Ở đây nó có một cái cục hít nha anh em. Anh em mình chỉ cần tựa vô sắt là nó hít thôi. Đây, như anh em thấy đây. Đây là đèn cảnh báo ha. Đỏ xanh chớp nháy liên tục nha anh em. Đó, rất là nhiều chế độ sáng luôn. Đó, con này cực kỳ hay. Là do LED làm quay trên điện thoại nó hơi chớp nha. Chứ không phải là đèn nó chớp đâu anh em. Đó, làm đèn cảnh báo khá là hợp lý ha. Nhiều cái chế độ sáng rất là hay luôn. Ánh sáng vàng, ánh sáng trắng đồ này kia đầy đủ hết. Xài rất là lâu nha anh em. 4-5 tiếng mới hết được nha anh em. Chứ không phải là cái bắt lên cái chớp chớp mấy cái là hết pin đâu. Đó, con này IP chống nước tới IP66 luôn anh em. Đó. Đây. Đó, một cái đèn như vậy thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 300 ngàn một cái ha. 300 ngàn một cái đèn năng lượng pin nha. Đó, 300 ngàn một cái đèn năng lượng pin. Cực kỳ hay ha. Mẫu này là có hai loại ánh sáng. Riêng về cái mẫu mà có một loại ánh sáng á, thì nó sẽ rẻ hơn. Một loại ánh sáng thì em không có làm. Em làm hai loại ánh sáng. Có một số anh em phù hợp với ánh sáng vàng thì anh em xài ánh sáng vàng. Một số anh em phù hợp với ánh sáng trắng là anh em mình xài ánh sáng trắng. Riêng về cây này thì sẽ là 300 ngàn một cây nha anh em.
300.000 một cây, có hai có ánh sáng vàng, ánh sáng trắng được và đèn cảnh báo được luôn ha. Xanh đỏ rất là hay, đặc biệt cái là để vô cây sắt là nó hít được ha. Nên cũng khá là tiện cho anh em mình linh hoạt, muốn để đâu để, cắm trại rồi này kia cũng khá là hợp lý. Rồi. Rồi bên đây thì em sẽ có một cây đèn của Thái Lan. Cái đèn Thái Lan DB LED Light này nè nha anh em. Cái đèn này là cái đèn pin dành cho anh em mình sử dụng như là đèn đèn khi mất điện nè, cái thứ nhất nè. Đó, mất điện rồi xong anh em mình sử dụng cho nó sáng nè. Đó. Rất là sáng luôn nha anh em, 4-5 tiếng là chuyện bình thường luôn. Đó. Mấy cái này mà anh em mất điện anh em mình xài khá là hợp lý luôn. Anh em mình sử dụng được 2 bóng và 1 bóng ha. Ánh sáng trắng, siêu trắng. Pin thì em bảo hành cho anh em mình là 3 tháng hết nên anh em mình cứ yên tâm. Cứ hư pin là anh em mình có thể thay sale ở ngoài vô được ha. Ví dụ như hư cái pin á, anh em mình thay cái sale, mua một cái sale là hai sale là anh em mình thay vô được rồi. Anh em mình hàng vô là được, nên cái đèn này cũng rất là dễ khi anh em sửa chữa. Còn bóng thì nó không bao giờ đứt nên em cứ yên tâm, cứ là giống như là hư pin là mình tự làm được luôn. Còn máy gửi thì em làm cho. Cái này thì hiện tại là hôm bữa là bán cho anh em mình với giá là 150.000 một cây ha. 150.000 một cây về cái đèn Thái Lan này ha, khá là tiện xài pin nha anh em. Đó, rất là tiện luôn. Anh em mình cầm giống như là mất điện nè cũng được nè. Hoặc là anh em mình đem đi đâu di động, nói chung là cắm trại rồi một số nơi cần đồ này kia đó là anh em mình có cái đèn pin cầm như vậy khá là tiện. Hàng này là hàng của Thái Lan nên em cứ yên tâm về chất lượng ha. 150.000 một cây. Bán nhiều quá giờ không biết giá là cái gì cái gì luôn. Rồi, ở bên đây thì em sẽ có một số cái đèn úp la phong nè anh em, là cho anh em mình sử dụng như là thay thế cho mấy cái đèn ở la phong, hoặc là anh em mình làm mà treo trên trần đồ này kia cũng được luôn. Cái nguồn là điện 220V, ánh sáng trắng này kia, chỉ có 50.000 một cái thôi nha anh em. Nó sẽ có hai loại nha. Không biết cái loại tròn là em còn không? Hôm bữa em có đăng ở trên Facebook anh em, không biết lấy loại tròn nhiều quá. Em chưa có đăng loại vuông này, loại vuông này mới về. Chỉ có 50.000 cái thôi. Đây, loại tròn vẫn còn nha anh em. Chỉ có 50.000 một cái thôi. Đó. Ví dụ như đèn la phong ở nhà anh em đứt, anh em mình mua có thể mua thay thế, ánh sáng này ánh sáng trắng nha anh em. Đó, điện là điện 220V, cứ câu thẳng vô đây. Có tăng phô cho anh em mình luôn. Đó. Có tăng phô cho anh em mình câu thẳng hai sợi dây vô đây. Điện là điện 220, giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Rất là ngon anh em. Đó. Rất là ngon nha. Mấy cái đèn nhỏ nhỏ này thì anh em mà mua tầm khoảng 5 cái trở lên thì mới bao ship được nha. Chứ mua 1 cái như vậy 50.000 ship tới 30.000 chết em luôn, còn 20.000. Cái này thì anh em mình mua 5 cái thì em có thể bao ship được ha. Tròn hạt là dung thì anh em mình lấy. Cái này thì em quay nguồn nó cho anh em mình xem. Lấy nét nè. Rồi. Đó, điện được là 265V max luôn nha anh em. Đó, anh em mình có thể dùng DC out là 12-24V được luôn. Cả hai đều được ha anh em. Đó, hôm nay lấy nét nó hơi không nét ra. 300mA. Ở phía sau đây thì nó có để thêm nữa nè anh em. 50.000 một cái nha. Khá là ngon. 6W. Đó, 8-200 nè. Đó, anh em thấy thông số ha. Chỉ có 50.000 cái thôi. Vuông tròn thì anh em mình lấy nha. Đã test rồi, ok hết. Nhận hàng cho anh em mình kiểm tra lại luôn. Em đã test hết rồi nên anh em cứ yên tâm. Chỉ có 50.000 một cái đèn mà anh em thay thế thôi. Rồi qua. Rồi, tiếp tục với anh em mình là một số dụng cụ ngày hôm nay ha. Thì hôm nay em sẽ quay một ít dụng cụ như là bắt đầu từ bây giờ là bắt đầu từ đầu điện cho tới đầu pin là tới cuối clip nha anh em. Rồi, trước mặt với anh em đây là một cái con khò nóng của thằng Tenlay. Con này thì anh em mình chỉnh được nhiệt ha. Anh em mình khò bao bì, khò nhãn đồ này kia. Con này động cơ là 2000W. Mắt của nó là được 600 độ C. Anh em mình khò than nhanh lửa cực kỳ. Anh em mình khò bao bì nè, khò tem nè. Rồi anh em mình nướng mực được luôn. Riêng cái này là anh em mình nướng mực được nha. Đó, anh em nào mà lười, giống như là lười đem ra bếp ga đồ này kia, anh em cắm điện vô anh em khò luôn. Khò nướng mực bao chín ngon cực kỳ. Cái này thì hiện tại khò nóng của Tenlay đang bán cho anh em mình với giá là 700.000 cây nha. 700.000 một cây khò nóng Tenlay. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là một cái phay 6.35mm của thằng Tenlay. Đem cây khò qua con. Con này là cốt 6.35mm nha. Đó, điện là điện 220V. Cái khò xong rồi. Điện là điện 220V. Đó, 35.000 dòng trên phút ha. Công suất là 550W. Điện là điện 220-240V. Con này thì cốt 6.35. Anh em mình phay gỗ, phay alu đồ này kia đó. Một số anh em đang tìm cái phay ngon ngon thì cái này là đúng bài ha.
Cái này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.280.000 bao ship. 1.280.000, 280.000. Đó, phay 6.35mm ten lay. Đó, 1.280.000. Qua. Wow. Ở bên đây thì em sẽ có một cái con máy mài điện ten lay ha, mài điện ten lay. Đó, mã là STG9100. Con này là được hãng hỗ trợ bảo hành 1 năm nè anh em. Đá mài 100mm. Cây này thì là công suất là 750W. Đó. Con này công suất là 900W, đít đen là 900W nè, đít đen nè anh em. Là 900W. Đá là 100mm. Anh em mà đang làm nghề kiếm cây máy mài ngon thì cây này là đúng bài ha. Giá chỉ có 750.000 cây thôi. Máy mài ten lay bảo hành sâu tới 1 năm. Chỉ có 750.000 cây. Quá hợp lý nha, vừa có thương hiệu nè, vừa hợp túi tiền nè, anh em xài ngon nữa. Đó, một cái cây máy mài 750.000 đá 100mm phổ thông như vậy nữa nè anh em. Khá là hợp lý luôn. Qua con. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái con khoan điện ten lay. Một số anh em thì thích sử dụng khoan điện đó là đầu khế. Một số anh em thì thích sử dụng khoan điện đầu auto lock. Nhưng mà anh em làm nghề mà anh em mà muốn khoan trâu bò đầu bền á thì anh em mà sử dụng đầu khế như vậy là hợp lý nè. Con này thì có điều tóc cò nha, khoan điện ten lay. Con này công suất là 800W, 3.000 vòng trên phút ha. Đầu kẹp mũi là 13mm. Con này có chức năng khoan sắt gỗ, bỏ chức năng búa là anh em mình để khoan tường đồ này kia đó. Đó, một cây khoan điện cho anh em mình sử dụng ở nhà, gia đình đồ này kia. Giá hiện tại em đang bán cho anh em mình là 1.1 triệu ha. Khoan điện ten lay 1.1 triệu, có điều tóc cò, có đảo chiều, đầu 13mm, hàng trâu bò cho anh em mình cài chiến luôn. Đó, giá là 1.1 triệu một cây khoan điện ten lay. Rồi. Bên đây thì em sẽ có một cái con hút bụi robot. Ai robot nha anh em. Cây này là hút bụi đầu 626. Con này mã một chổi nè. Anh em mình dùng hút bụi robot nè. Con này đặc biệt cái là hết pin tự quay về đốc là cái thứ nhất. Pin xài một tiếng nó mới hết pin. Anh em thiết lập một chu kỳ giống như anh em hút một cái phòng 40 phút á, nó hút sạch phòng mà nó vẫn còn pin á anh em, thì nó tự quay về đốc nó sạc tiếp. Đó, còn đang hút giữa chừng mà nó hết pin ngay vị trí đó, nó chạy về nó sạc. Xong nó ra lại đúng ngay vị trí đó, nó là nó hút bụi tiếp nữa. Con này thì là đời 6 nên một số cái tính năng như là áp bọng này kia rồi đó anh em, nó không có. Nhưng mà được cái là rất là bền, nhà dễ sửa chữa sau này, pin cũng dễ thay. Pin thì em đóng bảo hành cho anh em mình 6 tháng hết, nên em mình cứ yên tâm. E-Robot này là thương hiệu của Nhật, quá nổi tiếng rồi ha. E-Robot Ramba này thì hiện tại một con E-Robot Ramba này em đang bán cho anh em mình với giá là 2.3 triệu một con nha. Hút bụi E-Robot Ramba 2.3 triệu một con, cực kỳ đẹp ha. Con này là màu trắng nha anh em. Đó, rất là ok luôn. 626, tình trạng đồ cước chổi đồ cuộn rồi anh em cũng còn khá là đẹp ha. Đó, một con hút bụi robot cực kỳ ngon. Nói chung là anh em nào muốn bền thì dùng mấy cái dòng mà thấp thấp như vậy nè là bao bền luôn. Đừng có sử dụng giống như là mấy con mà thí dụ như mà mấy anh em mà muốn xài app rồi này kia là mấy anh em là phải kiếm những cái con như là cọp cọp xíu 6-7 triệu nó mới ngon. Đó, những cái con đó thì nó khá là đỉnh anh em, xài từ app trở lên. Hỏi anh em tại sao giống như hút bụi mới của Trung Quốc bây giờ nó bán ở trên Shopee á chỉ có 1.2 triệu mà anh em là mua cây hút bụi cũ của em tới 7-8 triệu. Đó, anh em nào có theo dõi Zalo của em cũng đã biết ha. Hút bụi cũ Zalo mà robot của em 7-8 triệu vẫn có, nhưng mà anh em vẫn mua. Trong khi đó hàng bán mới Trung Quốc 1.2 triệu cũng có còn, sao anh em không mua? Đó là điều có cái hay riêng của nó. Và riêng mà anh em nào mà không thích phức tạp hay là sửa chữa nó khó khăn về sau 1-2 năm á, thì anh em mình cứ chuyển những cái con mà dạng như nồi đồng có đá như này đi. Đó, chỉ có 2.3 triệu con là anh em mình thấy hợp lý cho những cái con hút bụi robot này rồi. Rồi qua. Tiếp tục với anh em mình đó là em còn một cái con 380 e-robot luôn. Đó, nhưng mà con này chuyên lau nhà nha. Con này chuyên lau nhà. Anh em mình gắn dẻ vô cho nó chạy lau thôi. Đó, anh một số anh em nào lười lau á, có phòng nào này kia đó, anh em mình cứ gắn cái dẻ này gắn vô cho nó lau vòng vòng, hết pin nó cũng tự quay về. Nên nó khá là hay ha. Đối với cái mẫu này. Con nghe điện thoại nói là chú đang quay clip. Rồi, khá là hay ha, cho một cái con lau nhà của iRobot như vậy. Em có tặng thêm một cái dẻ lau trong đây, có tường ảo cho anh em mình ở đây. Ví dụ như anh em nào không muốn cho nó qua khu vực khác á, anh em mình chỉ cần đặt cái cục tường ảo này xuống dưới ngay chỗ đó là nó không qua khỏi cái ranh giới đó ha. Nói chung là iRobot nó cũng khá là khôn.
Mấy con này làm việc khá là chăm chỉ nha. Anh em nào mà không muốn chị nhà cực thì cứ triển con này đi. Rồi con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2,5 triệu con ha. Lao nhà iRobot 2,5 triệu một con, còn đúng một con nè anh em. Đó, hàng bãi Nhật nha, chứ không phải là hàng mới nha anh em. Mấy con này là hàng bãi Nhật. Và được cái là cái cục sạc nó AutoVolt là điện 110 cho tới 220V, nên anh em mình cứ việc về cắm 220 xài bình thường. Một số con nó xài điện 110 á, là em khuyến cáo cho nên anh em mình mua thêm cái cục biến áp. Nhưng mà con nào điện 110 thì em sẽ báo là con đó điện 110. Riêng con này là AutoVolt là 220, là anh em mình cứ xài 220 thoải mái, cắm 220 trực tiếp bình thường ha. Đó, rau lao nhà iRobot. Rồi. Bên đây thì em sẽ có một cái con đo khoảng cách của bot nha. Đây, khá lâu rồi mới lên lại hàng đo khoảng cách cho anh em mình xem. Trước mặt với anh em đây là cái con đo khoảng cách của bot. Con này là đo khoảng cách tối đa là 50m. 50m tối đa nha anh em. Con này đã 2022 luôn, khá là sát. Bot này sản xuất tại Malaysia. Bot có gốc Germany của Đức đàng hoàng. Đó, hàng bot lúc nào cũng chuẩn. Và riêng về con này em nói hay cái ở chỗ là nó là tia xanh lá. Cái tia đỏ đặc thù của nó thì ngoài nắng anh em mình thấy rất là mờ, thậm chí là như là nắng gắt xíu là anh em không thấy được cái tia đỏ luôn. Và riêng cái tia xanh lá này nó sẽ được cải tiến hơn, là ánh ngoài nắng thì anh em mình vẫn thấy được tia. Độ sai lệch của nó thì chỉ trừ là trừ 0,01, tương đương với lại là độ sai lệch không có. Anh em mình cộng trừ số đo trên đây, anh em mình đo mét vuông, đo góc tù, đo khoảng cách, đo nói chung là nhiều cái tính năng ở trên đây cực kỳ. Con này thì màn hình màu tia màu xanh. Rồi, mới nhất hiện tại sau này của mẫu bot nè ha anh em. Con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2,3 triệu một cây. 2,3 triệu một cây laser bot tia xanh, đo khoảng cách tối đa là 50m. Anh em như là đo mét vuông, tính toán đâu này kia, hoặc là anh em nói chung là anh em mình nhà đất á, nhà đất là anh em cũng đo được luôn ha. Đo đất bao nhiêu mét cực kỳ ngon. Nói chung là anh em làm nghề là nên có một cây để đo cho nó chuyên nghiệp. Bây giờ là có những cái vị trí kéo thước không được á, anh em mình cứ dùng máy mà triển cho em. Cái này là 2,3 triệu mới 100%, đáng trải nghiệm. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái con cắt sắt Tenley. Cắt sắt Tenley lần này thì em cũng giống như vẫn còn chương trình khuyến mãi cho anh em mình, đó là 3 bộ nữa là hết rồi. Một cái con cắt sắt Tenley đá 355mm, mở máy, mở góc máy đứng lên cho anh em coi một cái. Đá 355mm, đá phổ thông ha anh em. Rồi, đã phổ thông cho anh em mình luôn. Điện là điện 220V, bàn cực kỳ chắc chắn ha. Anh em nào tìm một con cắt sắt ngon bền lì thì là đúng là con này. Công suất là 1500W, tua là 4000 vòng trên phút ha. Đá là đá 355 phổ thông, mua đâu cũng có. Điện là điện 220. Bàn này là bao cứng luôn anh em, bao chắc luôn. Anh em nhìn bát kẹp mà dày tầm này thì anh em hiểu là cái bàn cỡ nào rồi ha. À, không nghe bọng luôn nha. Rồi, riêng về con này thì hiện tại giá đang ưu đãi, còn đúng 4 combo. Đó, máy cắt sắt mới 100%. Tặng một cây máy mài đá 100mm. Tặng một cây máy mài đá 100mm 620W, giá trị 2,350,000. Còn đúng 4 combo như vậy. Quá hời luôn anh em. Bây giờ là em chỉ còn 4 combo đó, một số shop khác á là không còn combo khuyến mãi này. Đó, chỉ có em là còn đúng 4 combo khuyến mãi thì em lên clip cho anh em mình thôi. Thì con này thường thường anh em mua là 2,3 triệu, 2,28 triệu cũng có, 2,28 triệu cũng có. Nhưng mà đó là một cái máy cắt sắt thôi. Và hôm nay được khuyến mãi nguyên một cây máy mài Tenley đá 100mm, mà chỉ combo này là hai máy như vậy mà chỉ có 2,350,000. Anh em làm nghề là có nên triển không? Nói chung là quá đáng để trải nghiệm một cái máy mài siêu bền luôn. Rồi, qua rồi, bên đây em có một cái con cưa đĩa của Ryobi, cưa đĩa điện Ryobi. Mã này là mã Kyocera Q1900. Con này là đá là 185mm, thích hợp cho anh em cưa gỗ đá phổ thông á anh em. Cái này thì Ryobi Kyocera 1050W, tua là 4700 vòng trên phút, lưỡi 185, lưỡi 190, anh em bỏ vô cắt thoải mái. Con này lưỡi răng nhuyễn cắt cực kỳ ngon nha anh em. Đó, anh em làm nghề sẽ ván cắt gỗ thì cái này là đúng bài. Thì hiện tại cái này em đang bán cho anh em mình với giá là 1,350,000 một cây. 1,350,000 một cây cưa đĩa Ryobi điện 220V. Đó, cực kỳ ngon, lưỡi 185. Dòng này mà anh em cắt không ngọt không lấy tiền luôn, cho anh em mình test thử luôn nha. Đó, riêng về dòng này là em đảm bảo.
và bao giá cho anh em hình thị trường hiện tại quy 1.900 này luôn. Anh em tìm đâu giá tốt hơn, cây này 1.350.000 rồi. Trước mặt với anh em đây là một cái con nhám tăng điện của thằng Ryobi. Con này có điều tốc 6 số ha. Khổ nhám là 76x533mm. Con này sản xuất năm 2021, phun túi bụi cử cỡ này kia. Anh em đang tìm kiếm một con nhám tăng điều tốc 6 số như vậy, ngon lành như vậy. Nhám thì 76x533mm. Anh em tìm nhãn ở trên Shopee quá nhiều nên anh em mình cứ yên tâm. Thì hiện tại các anh em đang bán cho anh em mình với giá là 800.000 cây, full phụ kiện nha, máy đẹp như vậy. Nhám tăng điện Ryobi 800.000 một cây. Rồi, tiếp tục với anh em bên đây thì em sẽ có một cái con mài hai đá của thằng Kyocera. Đây, mài hai đá, đá 150mm, một bên đá mịn, một bên đá thô. Con này thì không chổi than, motor cực kỳ siêu bền. Đó, con này là 250W, 3450 dòng trên phút. Anh em đang tìm kiếm con mài hai đá siêu ngon bỏ rẻ thì cây này là đúng bài Kyocera. Con này thì hiện tại giá là đang bán cho anh em mình là 1.350.000 một cây. Mài hai đá Kyocera 1.350.000 một cây, motor từ siêu im. Đó, một bên đá mịn, một bên đá thô. Đá này là đá 150mm nha. Anh em nào về không thích, tháo luôn cái chụp này ra, gắn đá lớn hoặc là một bên cước, một bên đá vẫn được bình thường nha. Máy thì em vẫn bảo hành cho anh em, còn này là chụp bảo vệ. Em thấy ra phần anh em mua về là anh em mình tháo chụp bảo vệ ra bỏ ráo. Rồi qua, tiếp tục với anh em mình đó là một cái con khoan bê tông của thằng Ryobi. Đây là khoan bê tông điện Ryobi, hôm nay có giá cực kỳ tốt với anh em mình luôn. Một mũi đục, một mũi khoa, một mũi đục dẹp, một mũi đục bè. Có mở cái thùng ra coi, thùng Ryobi ha, full 3 mũi bê tông tặng kèm ha. Đầu tiếp gắn mở, cây lục giác cử 3 chức năng, khoan, khoan có búa, chức năng đục Ryobi Kyocera ED22600 ha. Con này công suất của nó là 800W. Đó, đường kính mắt mũi là 26mm, anh em có chân cốt là được. Còn ở đây em có tặng 3 mũi khoan bê tông nè, 2 mũi đục nè, 3 chức năng khoan thường, khoan có búa, khoan đục, đầu gài 10mm ha. Đầu gài 10mm, con này thì 3 chức năng cực kỳ ngon nha. Anh em làm nghề muốn nhỏ gọn khoan tường liên tục nhiều á, anh em mình cầm cây này là khá là hợp lý. Hôm nay sale cực kỳ tốt, giá hiện tại chỉ có 1.600.000 một cây này thôi. 1.600.000 một cây mới như vậy, 2 mũi đục, 3 mũi tặng kèm nữa, chỉ có 1.600.000 cho em này thôi anh em. Quá là hợp lý luôn, điện là điện 220V như một con máy mới rồi anh em, còn gì nữa đâu anh em. Đó, khá là hợp lý, siêu đẹp. Qua. Rồi, nãy giờ là nói về dụng cụ điện hơi nhiều ha. Bắt đầu tới những cái món nhân vật chính của ngày hôm nay, con lấy cái tỉa hàng rào. Tỉa hàng rào với cái cành trên cao là đây luôn con. Thì hôm nay em sẽ đi từ khúc mà Ryobi ha. Ryobi sang AG. Con gì? À. Đi từ khúc nào bắt đầu ta? Rồi. Ngay khúc đầu pin này thì em xin nói với anh em mình cái này một cái ha. Thì trên clip này thì hiện tại em chỉ báo giá cho anh em mình là thân máy, chưa bao gồm pin sạc. Thân máy chưa bao gồm pin sạc. Xíu nữa thì em sẽ báo giá pin sạc riêng. Thì tại vì những anh em nào mới xem kênh á, thì một số anh em không biết body là gì, thân máy là gì. Body thân máy có nghĩa là chưa bao gồm pin sạc. Còn cả bộ thì em sẽ báo giá cả bộ ha. Riêng những cái dòng trước mặt ở đây với anh em mình đều là thân máy dành cho một số anh em đang có pin của Ryobi rồi, hoặc là đang có pin Makita muốn sử dụng thân máy này thì sẽ có thêm đế chuyển. Còn một số anh em mà chưa có pin gì hết muốn đầu tư một cái máy thì sẽ có bộ pin khác, sạc khác ghép chung với cái máy này. Còn cái máy này hôm nay thì em sẽ báo giá cho anh em mình là thân máy thôi. Xíu nữa thì em sẽ báo giá gốc pin đằng kia cho anh em mình tham khảo ha. Pin có, sạc có ngày hôm nay cho anh em mình luôn. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là một cái đèn Ryobi 7 bóng lại về hàng ha. Một cái đèn như một cái đèn mới. Đèn này không sáng không lấy tiền, 7 bóng led cực kỳ sáng ha, sử dụng pin 18V. Anh em có pin 18V bỏ vô là bấm thôi nha. Đó, 2500 lumen. Anh em mà coi trong mấy cái sọt của YouTube của em á cũng đã thấy về cái đèn này rồi ha. Thân máy hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1 triệu đúng ha. Cái đèn này xuất cho thị trường Mỹ nha, sản xuất năm 2022, cực kỳ đẹp, led 7 bóng, 2500 lumen, anh em rọi xa 200m, 300m là chuyện bình thường.
Một số anh em nào đang mua, đang sử dụng cái đèn này á, mà đang trải nghiệm cái đèn này, thí dụ mà thấy ok quá, anh em mình có thể comment dưới bài cho anh em khác tham khảo ha. Đèn Ryobi LED 7 bóng, thân đèn là 1 triệu đúng một thân đèn, siêu lướt, line nail như vậy, cực kỳ đẹp ha, rất là sáng luôn. Rồi, bên đây em còn một số cái con cắt đa năng của thằng Ryobi. Cắt đa năng này nãy con có đem lưỡi không? Cắt đa năng này thì em có tặng kèm cho anh em mình là 3 lưỡi nha anh em. Một lưỡi cắt gỗ, một lưỡi cắt sắt, một lưỡi cắt gạch. 3 lưỡi tặng kèm cho anh em mình. Lưỡi là lưỡi 76mm, dành cho anh em nào cầm thích nhỏ gọn, cầm tay cắt ở những cái tư thế kẹt đút mái mài dù không được, anh em mình cầm cái này anh em mình cắt á. Đó, thì anh em mình thích nhỏ gọn. Cái này của anh HP, không chổi than, đời mới nhất hiện tại của cắt đa năng lưỡi 76mm luôn. Riêng thân máy này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.800.000 tặng 3 lưỡi nha. 1.800.000 tặng 3 lưỡi cho anh em mình. Lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt gỗ, lưỡi Ryobi zin luôn nha. Cắt đa năng pin Ryobi, anh em mà đang fan Ryobi là sưu tầm cái này là đúng bài ha. Rồi, bên đây em có một cây máy mài pin của thằng Ryobi, mài pin Ryobi HP không chổi than. Đó, đá là 125mm, có chụp bảo vệ với lại tay nắm đàng hoàng nha. Nhưng mà em tháo ra gọn, anh em mình có mua á, thí dụ có chốt á là em cũng gói hàng đi cho nó dễ á. Tháo riêng ra để giống như quăng nó bị gãy hay bị vỡ này kia. Thì thân mài pin Ryobi không chổi than HP cò bóp đời mới nhất hiện tại này em đang bán cho anh em mình với giá là 2.000.000 đúng một thân ha. 2.000.000 đúng một thân máy mài pin Ryobi đá 125mm. Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, siêu đẹp luôn. Có chụp bảo vệ với lại tay nắm đàng hoàng nha. Là do em muốn để gọn hơn em. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái cây bù lông gốc pin của thằng Ryobi. Bù lông gốc pin Ryobi sử dụng pin 18V. Cái này dùng cho anh em mình mở những cái ốc khó như là ốc nhỏ nhỏ mà trong kẹt rồi đó, gọi là bù lông gốc á anh em. Thì một thân bù lông như vậy em đang bán cho anh em mình với giá chỉ có 800.000 thôi. Bù lông gốc pin sử dụng pin 18V ha, đầu 3/8. Anh em mà thí dụ về mà không có tiếp 3/8, anh em mình mua cái đầu chuyển 1/2 như vậy. Ở trên Shopee cũng có, chỉ có 20.000 một cái đầu chuyển như vậy thôi anh em. Thì một cái bù lông như vậy cộng với đầu chuyển như vậy chỉ có 800.000 thôi anh em. Đó, thân máy em đang bán cho anh em mình hiện tại là 800.000 nha, bù lông gốc pin Ryobi. Rồi, ở bên đây thì em sẽ có một cây khoan 3 chức năng trước mặt với anh em đây. Đây là cây khoan 3 chức năng pin Ryobi. Khoan này là khoan không chổi than. Mã huyền thoại của Ryobi nha anh em. Đó, mã huyền thoại của Ryobi. Cây này là 3 chức năng, khoan sắt gỗ bắn vít. Đó, xây một vòng cho anh em mình coi nè. Tình trạng siêu đẹp luôn ha. Khoan sắt gỗ nè, bắn vít nè, khoan tường nè, đầu kẹp 13mm nè ha. Con này là không chổi than nữa. Hàng nồi đồng cổ đá luôn. Thân máy này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.600.000 ha. 1.600.000, siêu đẹp luôn. 3 chức năng huyền thoại B251. Đó, siêu mới luôn nha. Đầu chưa khoan nhiều nè. Khoan nhiều là mấy chỗ vít đầu này là anh em mình thấy trầy nhiều lắm. Cái này quá đẹp luôn anh em. Giá 1.600.000. Rồi, bên đây thì em sẽ có cái dòng đó là khoan HP. Đây là khoan HP Ryobi đời mới nhất hiện tại nè. Con này là BBLHM101 nha. Cây này là sản xuất 2022, chứng nhận UL của Mỹ, đầu kẹp 13mm, hai cấp nhanh chậm. Con này là khoan 22 cấp trượt nè. Đó, khoan gỗ nè, rồi khoan tường nè, đầu kẹp 13mm. Em này siêu đẹp luôn anh em. Đó, em này như một con máy mới luôn. Thân máy này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.700.000 ha. Khoan HP Ryobi 3 chức năng, mẫu lớn nhất, mẫu mới nhất hiện tại luôn á. Mẫu khoan búa lớn của HP của thằng Ryobi. Ở bên đây thì em sẽ có một cái khoan 3 chức năng. Một cái khoan 2 chức năng chứ. Mã này là mã 2 chức năng, không có búa nè. Anh em nhìn nè, không có búa nha. Ở đây sẽ có hình búa thì máy sẽ có búa nè. Là 1.700.000 nè. Ở đây là không có hình búa nha. Anh em mà khoan tường mỏng mỏng ép vẫn được bình thường. Còn anh em nào mà dùng búa để khoan nhanh á thì anh em mình dùng cây kia. Cái này anh em mình gắn mũ khoan tường mỏng mỏng đâu này kia, anh em bắn con hay con tắc kê vẫn vui vui bình thường. Đầu kẹp vẫn là 13mm nhưng mà chỉ có không có chức năng búa thôi. Con này vẫn là có chứng nhận UL của Mỹ. Cái này thì hiện tại thân máy em đang bán cho anh em mình với giá là 1.000.000 đúng nha. Khoan 2 chức năng HP. Sau này thì anh em biết rồi ha. Ryobi One HP. HP ở đây có nghĩa là không chổi than. Những cái mã như vậy là đều không chổi than hết rồi. Đó, nó không có để cái chữ rút led như ngày xưa nữa anh em. Đó, rút led như ngày xưa nữa thì mới
thì mới gọi là đời cũ. Nhưng mà những cái mẫu B251 này huyền thoại ngày xưa rất là mạnh luôn. Mà giờ bây giờ vẫn còn đẹp là anh em thấy hiểu rồi ha. Rồi, bên đây thì em sẽ có bù lông 450 Nm dành cho anh em như là mở xe máy nè, mở xe ô tô 4 chỗ đổ lại nè, lực là 450 Nm, đầu là 1/2, 4 cấp chỉnh lực. Thân máy này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.750.000 ha. 1.750.000, bù lông Raby 450 Nm, 1.750.000 một cái, khá là ngon nha. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái cây bù lông 800 Nm của thằng Raby. Bên đây thì sẽ có một cây bù lông 800 Nm của thằng Raby. Đầu là 1/2, 4 cấp chỉnh lực. Cái này thì anh em mở xe 7 chỗ nè, xe máy, ốc nồi đồ này kia cũng uy vu. Anh em nào thích lực lớn hơn xíu thì sử dụng cái này. Thân máy này thì sẽ là 2 triệu đúng một thân máy nha. Con này thì hơi cũ cũ lướt lướt, giá hiện tại là 2 triệu đúng một thân máy nha. Bù lông Raby lực 800 Nm, 4 cấp chỉnh lực ở dưới ha. Đầu là 1/2, khá là đẹp luôn anh em. Rồi, ở đây thì em sẽ có hai cái body khoan thang mẫu mới của Raby mới về. Mẫu này là mẫu mới nhất nha anh em, xuất cho thị trường Đức nè, UK nè anh em, Germany. Đầu kẹp là 10 ly nha, dành cho anh em nào thích chiên vít nhỏ gọn cầm tay của Raby á. Mẫu này là mẫu nhỏ nhất 18V nè anh em. Đó, nhỏ nhất 18V luôn. Đó, anh em bắn vít nè, khoan gỗ rồi này kia, khoan mồi rồi này kia đó, chiên vít nhỏ gọn cầm tay đó anh em, thì anh em sử dụng body này. Thân máy này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 700.000 ha. 700.000 một thân máy mẫu mới nha anh em. Mẫu này là mẫu mới nha, siêu nhỏ gọn luôn. Anh em nhìn cái bàn tay của em với cái máy là anh em biết cái mẫu này nhỏ gọn rồi. Giá là 700.000 một thân máy nha. Hai chức năng mà hang mẫu mới, siêu nhỏ gọn cho anh em mình cầm tiện leo cao, cầm bắn gỗ rồi này kia đó. Thân máy là 700. Đây, em còn một con body chiên vít của thằng Raby. Body chiên bích của Raby này là đầu 6.35mm, xuất cho thị trường Mỹ ha. Đó, đát 2022. Con này là chiên bích nha, có chổi than, chiên bắn bích sắt gỗ rồi này kia. Có hít cho anh em mình hít chích nè. Thì cây này thân máy hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 800.000 ha. Chiên bích Raby 800.000 một thân máy, chiên bắn bích nha, đầu chiên bắn bích. Rồi. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái con hút thảm nha. Anh em nào mà thí dụ như là thảm ướt nè, anh em giặt thảm, giặt nệm rồi này kia đó, là anh em mình muốn hút nước cho nó khô xong rồi anh em mình phơi á, thì anh em sử dụng con này. Con này sử dụng pin 18V của thằng Raby, chuyên giặt thảm, giặt nệm, giặt gối rồi này kia, anh em mình hút nước cho nó nhanh khô xong rồi anh em mình phơi cho nó dễ đó. Thì cây này là đúng bài ha, sử dụng pin 18V. Thân máy này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.200.000 một thân máy ha. Giặt thảm pin Raby 1.200.000 một thân máy. Đó, khá là đẹp, còn đẹp ha. Lướt hơi sơ sơ cũ thôi anh em, nhưng mà full chức năng, hoạt động bình thường, không lỗi lầm. 1.200.000 một thân máy. Rồi, ở đây thì em sẽ có một cái body hút bụi HB mẫu mới nha. Con này sử dụng pin 18V, không chổi than. Đó, anh em mình hút bụi cầm tay là cây này là đúng bài. Thân máy thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.600.000 ha. Hút bụi pin Ruby, không chổi than. Đó, mẫu mới 1.600.000, anh em hút cầm tay, hút ô tô, hút nệm, hút ghế sofa thì đúng bài cái này luôn. Rồi, bên đây em sẽ có một số cái cây phay pin của thằng Raby. Đó, cây này sử dụng pin 18V của Raby, mã là 2021, cốt là 6.35mm, dành cho anh em nào đang thích sử dụng phay đâu này kia nè, phay gỗ, phay alu, nhưng mà xài pin nha. Con này có chứng nhận UL của Mỹ, cốt 6.35mm, siêu đẹp cho một con máy luôn, cực kỳ đẹp anh em. Mấy con này không một vết chày nha. Đó, anh em nhìn nè, đây cực kỳ đẹp ha. Thân máy này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.350.000 nha. 1.350.000 nha. Thân phay pin Raby 1.350.000 một thân máy nha. Phay pin về rất là nhiều luôn anh em. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái body phun còn, phun thuốc, phun khử khuẩn 250.000 một body nha, mới 100%, chưa cắt siêu xài luôn. Đó, phun còn, phun thuốc, phun khử khuẩn 250.000 một body. Đó, ba chế độ tia, có chế độ electrostatic là chế độ là dòng dung dịch đi qua điện nè anh em. Đó, anh em mình xịt khử khuẩn, vệ sinh, phun thuốc cây bỏ vô cái bình này là bình 1 lít nha anh em. Đó, khá là lớn ha, sử dụng pin
có pin 18V cắm vô là triển thôi nha anh em. Thân máy là 250.000, mới full hồn 100%. Rồi bên đây thì em sẽ có bơm pin Ryobi. Khá lâu rồi mới lên cho anh em mình, đó là một cái con bơm pin Ryobi ha. Con này thì anh em mình dùng để như là bơm xe, xịt hơi, thổi bụi đồ này kia. Thì cái này là đúng bài, 2 đồng hồ, bình 6 lít, có van điều áp, khí ra nhanh hơi. Đó, anh em mình bắn đinh được nè, bơm xe được nè, thổi hơi được nè. Đó, khá là nhỏ gọn, dễ thương nha anh em. Đó, siêu đẹp luôn. Bình 6 lít của thằng Ryobi, em về rất là nhiều luôn nè anh em. Đó, như anh em thấy đây, cực kỳ đẹp ha. Đó. Như mới anh em, mấy con này như line new nè, 99% không luôn. Thân máy này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 3,5 triệu một body ha. 3,5 triệu một body, bơm pin Ryobi 6 lít, sử dụng pin 18V, 2 đồng hồ, 2 van xả, 2 đồng hồ, 1 van xả. Đó, 1 đồng hồ báo áp, 1 đồng hồ báo ký. Pin 18V bỏ vô cắm là chuyện ha. Rồi. Anh em nào mà thích những cái món này thì xíu nữa em sẽ báo giá đế chuyển cho anh em mình ha. Rồi, ở đây thì em sẽ có một cái khò nóng pin Ryobi mẫu mới. Anh em khò mà anh em muốn cầm nhỏ gọn, cầm tay không mỏi á, anh em muốn khò những cái chi tiết nhỏ, đây là cái mẫu mới của thằng khò pin Ryobi. Cái này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1,5 triệu một thân máy ha. Khò nóng pin Ryobi mẫu mới, cầm tay ha, dây cũng khá là dài. Anh em chỉ cần cắm pin vô đây, nóng nhanh cực kỳ nha. Anh em mình cầm muốn khò bao bì, khò tem, khò hơi, khò giống như là khò mạch đồ này kia, đầu khá là gọn nhỏ nè. Đó, thân máy này là 1,5 triệu nha, khò nóng pin Ryobi mẫu mới. Rồi bên đây thì em còn một cái cây cưa kiếm Ryobi, cây này cũng là mẫu mới luôn nha anh em, cưa kiếm Ryobi HP mẫu mới. Đó, cực kỳ đẹp, không chổi than. Đó, siêu nét luôn, anh em cắt cành, cắt sắt, cưa cây khá là hợp lý luôn. Mẫu này là HP không chổi than nên cực kỳ mạnh, đầu gà nhanh, lưỡi cưa kiếm nha. Đó, cây này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1,5 triệu một thân máy ha. Cưa kiếm pin Ryobi 1,5 triệu một thân máy. Rồi, bên đây thì em sẽ có khoan gốc pin Ryobi, mẫu này là mới về luôn, cực kỳ đẹp ha. Khoan gốc này dành cho anh em như là khoan những cái chi tiết như là khó nhét cái máy khoan, cầm tay dài vô thì anh em mình cầm như vậy là anh em mình bỏ cái vít vô, anh em mình khoan ở đây hoặc là anh em mình bắn vít gốc ở đây. Cây này là không chổi than, cũng là mẫu mới hiện tại luôn đó. Khoan gốc pin Ryobi giá hiện tại em đang bán cho anh em mình là 1,2 triệu một thân máy nha. Khoan gốc pin Ryobi 1,2 triệu một thân máy, đầu 10 ly không chổi than, máy cực kỳ đẹp ha, khoan gốc pin. Rồi bên đây thì em sẽ có cho anh em mình đó là những cái cây cắt cành, thể cành siêu đẹp luôn. Đây, như em này đó, anh em nào nhà giống như là vườn có cành có nhánh muốn leo trên cao tỉa cành cho bớt đồ đó anh em, đó cho nó gọn vườn bớt đồ này kia. Mấy con này là đá 2023, mẫu mới nhất hiện tại, không chổi than, lam là lam dài 15 cm. Anh em leo cao tỉa nhánh cắm cục pin, thường thường anh em mình hay sử dụng như là cái máy mài mà gắn lưỡi xích á, thì Ryobi năm nay ra một cái mẫu giống như là khỏi cần gắn cái lưỡi xích vô cái máy mài nữa anh em, mà ra nguyên cái cây thẳng trực tiếp như vậy cho anh em mình cầm cắt luôn. Và thân máy này là không chổi than, rootless, lượm xích nha. Con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1,2 triệu một thân máy nha. Cực kỳ mạnh nha. Anh em cắt cây mà tầm khoảng vành 10 đầu nổ lại này kia, em cho cắt cây 15 luôn, vẫn cắt nổi bình thường. Rất là mạnh cho một cái cây cưa xích cầm tay pin như vậy. Nó cho anh em mình leo cao được, đứng dưới đất tỉa nhánh tỉa vườn gần Tết được luôn nè. 1,2 triệu một thân máy còn rất là nhiều luôn. Đó, không chổi than nha anh em, cực kỳ đẹp. Một cái máy rất là đẹp luôn, cắt cành cầm tay pin. Rồi Bên đây thì em sẽ có một số cái, em báo giá cái này xong là em qua tới AG nha. Anh em chờ AG chờ em xíu. Rồi, lấy cho chủ cây cưa xích 36V hai mẫu ra con. Rồi, tiếp tục với anh em mình, đó là một cái body cưa xích pin 18V không chổi than, dành cho anh em nào thích như là cắt cây, tỉa cành, tỉa vườn, cành cầm tay đó anh em, một tay được đó, thì cây này cũng mới, mẫu mới năm nay ra luôn ha. Thân máy này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 900.000 một thân máy. Máy nó hơi cũ cũ một xíu nha.
đó, nhưng mà vẫn hoạt động zin không lỗi lầm. Nói chung là anh em mua về các ít tỉa vườn tỉa nhánh trong nhà đầu này kia đó, thì cây này là đúng bài rồi anh em, hợp lý rồi đó, chỉ có 900.000 một body mà cứ xích pin như vậy, quá là hợp lý luôn. Rồi rồi, bên đây thì em sẽ có lấy cái cây cơ xích 36 kia ra luôn con, cái mẫu đó đó trước mặt con kìa. Đúng rồi, không cây kia, cái cây không có lam đó, đúng rồi, không lam. Rồi ở bên đây thì em sẽ có những cái mẫu cưa xích pin 36V siêu mạnh đó, mẫu mới cho anh em mình ha. Anh em nào cần cưa khai thác, anh em nào cần cưa khai thác đi rừng cắt cành ở nhà, tìm một cây cưa xích pin mạnh cọp á, thì anh em mình có thể chuyển những cây này. Mẫu này là mẫu 36V 40V HP, mẫu 36V thân máy full lam xích như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá chỉ có 2 triệu đúng một thân máy thôi. Cưa xích 36V full lam xích nha. Cái này là xích em để trong thùng ở trước chưa đem đi xuống nè. Đó, cây này là cưa xích 36V nha, chỉ có 2 triệu đúng body thôi, không chỗ than, siêu ngon, lam dài 35cm. Mấy cái cưa xích pin này vài bữa thì em sẽ có lên theo chung, đó là anh em nào muốn lấy bây giờ cũng được, không mấy vài bữa em sẽ làm chung với là cái clip, đó là cái clip cắt cỏ, em cắt thử được này kia cho anh em mình xem luôn. Cưa xích pin 36V. Ở đây thì em sẽ có hai con cưa xích pin 40V HP, hai cây này đều là không chổi than hết luôn. Một thân cây này đó 40V, lam 50cm nè anh em, lam dài như một con máy xăng, xích dạng như xích lớn nha. Cưa xích pin này dành cho anh em nào mà khai thác lớn nè, cây lớn rồi kia, siêu mạnh luôn. Một máy một pin một sạc thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 5 triệu đúng nha. Đây, một máy với một pin như vậy. Đây, một máy một pin 4A mắc output như vậy, cộng với lại một pin đó, với một pin 4A như vậy, giá hiện tại là 5 triệu rưỡi nha. Đó, cái này 5 triệu đúng, em nói lộn, mẫu này là 5 triệu đúng nha. Cái mẫu 40V lam 50cm này là 5 triệu đúng một bộ nha. Một máy một pin 4A cộng sạc, con này là lam 50cm lần nha anh em, cưa xích pin nha, cực kỳ mạnh. Cho anh em mình nghe tiếng máy cái nè là biết mạnh hay không nha. Anh em nghe tiếng là thấy. Rồi, lên clip nên em không có test nhiều được. Một bộ như vậy giá hiện tại là 5 triệu đúng nha. Một máy một pin một sạc, cưa xích pin 36V, làm 50cm nha. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái lam ngắn hơn nè anh em. Đó, con này cũng là không chở than, nhưng mà lam ngắn hơn. Thì cái này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 3,5 triệu một bộ nha. 3,5 triệu một bộ, lam 18 inch nha. Một máy một pin 4A cộng sạc nè, 3,5 triệu một bộ. Đó, cơ xích pin 40V HP. Đó, một máy một pin một sạc, 3,5 triệu một bộ này nha. Còn cái thân máy này là 2 triệu có lam xích đàng hoàng. Bộ thì sẽ là 3 triệu đúng một bộ nha anh em. Cơ xích 36V mẫu cũ nè. Anh em nào thích mẫu cũ thì lấy mẫu cũ. Anh em nào thích 40V mẫu mới thì lấy mẫu mới. Cái này thì 3,5 triệu một bộ. Cực kỳ ngon. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái body tỉa hàng rào pin của thằng Ryobi. Đó, body tỉa hàng rào pin của thằng Ryobi. Con này thì anh em mình tỉa cành, tỉa cỏ, tỉa nhánh bonsai làm vườn hàng rào cho nó bằng rồi nè. Thân máy này còn một cái duy nhất nè, cái lưỡi nó xét, không phải là lưỡi nó lụt nha anh em, mà anh em mình cắt qua một lần hai lần nó dính nhựa cây là nó bị xét như vậy nha, chứ không phải là nó lụt đâu. Thì thân máy gì em đang thanh lý cho anh em mình với giá là 800.000 nha, 800.000 một thân tỉa hàng rào như vậy. Rồi, bên đây thì em sẽ báo giá 40V, clip trước quên báo giá 4 pin 40V cho anh em mình. Pin 2A thì sẽ là 550.000. Đó, pin 40V nha, mẫu mới hết nha. 2A 550.000. 4A 900.000. 4A này thì sẽ là 900.000. 4A mà mắc output á. Đó, mắc power nè. Này thì sẽ là 1 triệu nha. Nó sẽ có hai loại. Một loại là thường nè, là 900 nè, một loại mắc output nè. Mắc power này sẽ là 1 triệu nè, xả nhanh, máy mạnh. Rồi, bên đây thì em sẽ có pin 18V. Đây,
4A thì sẽ là 1 triệu một cục nha. 4A mẫu mới HP, cực kỳ đẹp, 1 triệu một cục nha. Mẫu mới HP đó, pin 4A như cục như mới 100% luôn rồi anh em, 1 triệu một cục. Rồi 6A thì sẽ là 1 triệu 3 một cục ha. 6A 1 triệu 3 một cục, 6A HP luôn nha, cực kỳ đẹp. Đát nè anh em nhìn nè, 2023 quá trời đó, đèn đát cao. Rồi 5A thì sẽ là 1 triệu mốt một cục ha, pin 5A HP Ryobi. Mấy cục này là xuất cho thị trường Đức nha, vỏ trắng HP đời mới nhất hiện tại. Rồi bên đây thì em có pin AG6A, em cũng báo giá cho anh em mình trước luôn đó. 6A 1 triệu 3 một cục, mắt Outbook, pin AG, Rigid đều xài chung được ha. 6A nha, mới luôn nha, đắt cao nha. Bên đây 12A pin AG Rigid 12A đó, 3 triệu rưỡi một cục, 12A mẫu mới nha đó, cực kỳ ngon. Đây pin 12A thì chỉ có mình em có thôi đó, 12A mắt Outbook của AG Rigid đều xài được. Anh em nào muốn xài máy cưa lớn, máy cắt lớn mà muốn lâu trâu rồi đó, mẫu mới nhất hiện tại mới ra mắt luôn, 12A nè, là cục này là 3 triệu rưỡi nè anh em. Rồi sạc Ryobi thì sạc chậm 300, sạc nhanh 400, có loại đủ hai loại ha, sạc đều là sạc như mới 100% rồi. Sạc chậm 300, sạc nhanh 400 nha anh em, có đủ hết. Pin 2.5 đát 2022 như mới xuất cho thị trường UK luôn, giá hiện tại là chỉ 550.000 một cục thôi. 550.000 một cục dành cho anh em nào thích bắn vít nhỏ gọn cầm tay cho nó nhẹ đó, leo cao rồi này kia đó, thì cục này là đúng bài ha. 550.000 một cục 2.5A. Rồi tiếp tục thì qua bên đây quay cho anh em mình phút này tới chuyên mục của AG nha anh em. Đây hôm nay chuyên mục AG còn khá là đẹp ha, anh em nào mà fan AG gặp cái này là đúng bài luôn đó. Rồi AG thì giống như thường lệ thì em cũng sẽ báo giá thân máy cho anh em mình nha. Một số anh em nào em cũng nói lại lần nữa, một số anh em nào đang có pin của Makita mà thích những cái thân máy như mà em vừa báo giá như rồi thì anh em mình mua đế chuyển. Đế chuyển thì anh em mà mua kèm máy á thì em sẽ bán cho anh em mình với giá là 100.000. Anh em nào mà mua đế chuyển không mua máy á thì sẽ là 150 ha. Em cũng nói trước, ví dụ như anh kia bây giờ thích cây bù lông AG quá mà có pin Makita ở nhà, ví dụ body bù lông AG đó 1.8 triệu, ở nhà có pin Makita thêm cái đế chuyển nữa là 100.000 nữa là 1.9 triệu, vậy xài cho pin Makita vẫn được bình thường nha. Và Ryobi cũng vậy luôn nha, Ryobi thì cũng vậy luôn, vẫn muốn chuyển sang đế chuyển thì em vẫn có đủ cho anh em mình luôn. Còn bây giờ thì em sẽ báo giá AG để kết thúc cái clip này, chứ clip này hơi dài lắm rồi anh em ơi. Rồi vào vấn đề, bên đây thì em sẽ còn một cái đèn AG đó, còn một cái đèn AG nha. Con này thì lướt rồi anh em, thân đèn thì sẽ là 1 triệu đúng nha, như một cái đèn mới luôn đó, chỉ cũ bụi thôi anh em ơi. Đó led 4 bóng siêu trắng siêu xa, cực kỳ sáng nha, 1 triệu đúng một thân đèn AG luôn. Còn có 6-7 cái thanh lý cho anh em mình nốt luôn đèn pin nha. Anh em nào có pin AG lưu ý nha anh em. Rồi AG Rigid đều xài chung pin nha. Rồi một cái thân khoang AG 3 chức năng, mẫu mới siêu nhỏ gọn súp compact của thằng AG luôn, đầu kẹp 13mm. Thân này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1 triệu 2 nha anh em, 1 triệu 2 thân khoang AG R862312, mẫu mới súp compact của thằng AG 3 chức năng, khoang bắn dít, khoang có bố, khoang tường nè, 1 triệu 2 một thân máy. Anh em không nhớ mã chụp lại màn hình giùm em ha. Rồi bên đây thì em sẽ có một cái khoang AG Fusion. Fusion này là Fusion đời mới có kickback. Kickback có nghĩa là khi anh em mà chuẩn bị giật á, bị máy nó giật lại á thì nó sẽ tự ngắt nha. Con này gọi là kickback đời mới nhất hiện tại. Fusion là thương hiệu khá là mạnh của AG rồi, nên anh em mình không cần phải sợ cây AG này nó yếu nữa đâu anh em. Cái này thì đầu kẹp 13mm, hàng Fusion đó, siêu mạnh. Anh em mình khoan rút lõi, bắn sắt, khoan sắt đặc rồi này kia, bivu, có kickback đó, chống giật tay ha, cực kỳ ngon. Thân máy hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.9 triệu, khoang AG Fusion đó. Anh em nào mà fan AG không bỏ lỡ mấy món này rồi. Rồi bên đây em có một cái đèn pin của thằng AG, mẫu nhỏ gọn mini nè, anh em mình rọi vườn rọi cảnh rồi này kia đó, anh em mình không có thích đèn lớn rồi này kia, lâu lâu có cái tìm đồ đó anh em, thì cái này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 700.000 ha. Đèn AG 700.000 mini,
mẫu mới luôn nè anh em, màu mới luôn. Rồi bên đây thì em sẽ có khò nóng Rigid ha. Mấy con khò này là khò nóng pin, lâu lắm rồi mới lên lại cái khò nóng pin cho anh em mình xem. Khò nóng pin AG Rigid cực kỳ hiếm ha. Khò này thì sử dụng pin 18V của AG hoặc là pin Rigid. Anh em mình khò 550 độ C, khò bao bì, khò nóng, khò than, nướng mực nổi luôn. Cái khò này thì hiện tại thân máy em đang bán cho anh em mình với giá là 1 triệu tư nha. 1 triệu tư một thân khò Rigid. Đó, còn hai thân khò Rigid nha. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái thân vít AG Fusion đời mới. Đây, đây trước mặt với anh em đây là cái con vít AG Fusion đời mới. Vít này thì 4 cấp ha. Anh em mình chuyên bắn vít, bắn gỗ, gỗ dày đồ này kia, anh em mình tìm con cọp cọp bắn mạnh ha. Thì cái này là bao anh em mình cài luôn. Thân máy thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Không ai bán cái thân vít AG Fusion cho anh em mình giá 1 triệu rưỡi đâu. Em tuyên bố luôn á anh em, AG Fusion 1 triệu rưỡi nha. 4 mod mẫu mới đàng hoàng AG Fusion nha. Đó, vít AG Fusion. Bên đây thì em sẽ có một cái đèn treo của thằng AG mẫu mới nhưng mà làm dạng cổ điển để anh em mình đi cắm trại, cắm binh, cấp điện treo cho nó đẹp á anh em. Đó, cực kỳ đẹp. Mẫu này siêu hiếm, thân đèn là 1 triệu đúng nha. Đó, kính nó còn trắng tinh, chưa có dấu trầy nha. 1 triệu đúng một cái thân đèn AG treo nha. Cắm trại anh em là thích kiểu cổ điển mà đang sưu tầm pin AG nữa, cái thân đèn này là đúng bài. Rồi, bên đây thì em sẽ có một cái con khoan bê tông AG Fusion đời mới nha. Tình trạng là 99% cho cái thân khoan AG Fusion bê tông này. Thân khoan này là khoan 3 chức năng, anh em vẫn khoan đúc lỗi nổi nha. Khoan thường, khoan có bố và có chức năng đục, đầu 10mm Fusion, siêu đẹp luôn anh em. Cái khoan bê tông này siêu đẹp luôn. Đó, thân máy hiện tại là 3 triệu rưỡi một thân nha. Bên đây là dính bụi chứ không phải chèn nha anh em. Đó, thân này là 99%, nói sao là phải anh em nhận hàng như vậy chứ. Trước giờ là kênh của em là vậy. Đó, 99% nha, siêu đẹp của AG. Chuyên khoan bê tông, thân bê tông này em đang bán cho anh em mình với giá là 3 triệu rưỡi một thân khoan bê tông pin AG nha. Fusion mẫu mới nha, chỉ có 3 triệu rưỡi thôi anh em. Khá là đẹp ha anh em. Đó, khoan bê tông AG. Rồi, bên đây thì em sẽ có bù lông AG. Bù lông AG, đây, Fusion. Đó, lực 800 Nm, 816 Nm, 4 cấp chỉnh lực ha. Con này siêu đẹp luôn, cũng là bù lông AG Fusion luôn anh em. Thì thông bù lông này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.900.000. 1.900.000, cực kỳ mạnh, cực kỳ ngon, đầu 1/2 AG siêu trâu bò luôn anh em. Thân bù lông này chỉ có 1.900.000 thôi, cực kỳ ngon, như một con máy mới. Fusion mà chỉ có 1.900.000 một thân như vậy thôi, 4 cấp chỉnh lực. Bù lông AG 1.900.000 một thân. Rồi bên đây thì em sẽ còn một cái thân bù lông AG mà đầu 3/4 nè. Thân này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 3.200.000 nha. 3.200.000 một thân bù lông 2.000 Nm Fusion của thằng AG. Đầu là 3/4, đầu lớn dành cho anh em là thích xài hàng lớn nè. Đó, 6 cấp chỉnh lực. Đó, 6 mod. Đó, cực kỳ ngon của AG, đầu 3/4 nha. Đó, 3.200.000 một thân. Rồi. Cái này thì còn. Rồi, về thêm một cái thân bù lông Rigid nha anh em, 2.000 Nm, đầu 1/2 nè. Một số anh em thích 2.000 nhưng mà thích đầu 1/2 thì cái này là đúng bài ha. 2.600.000 một thân bù lông, 2.000 Nm, 2.500.000 chứ. 2.500.000 chứ không phải là 2.600.000 nha, em nhớ nhầm nha anh em. Thân này là 2.000 Nm, đầu 1/2, 2.500.000, 4 cấp chỉnh lực. Đó, đầu máy Rigid nha anh em, Rigid máy Mỹ. Rồi. Đó, những cái món trên là giá em báo là thân máy ha. Cái đèn canh bướm nó có người chốt rồi. Đèn canh bướm còn có một cái chốt rồi mà thằng nhỏ nó chỉ là quay đi trốn. Là anh em không có quay nha. Đèn canh bướm là 2 triệu nhưng mà có người chốt rồi anh em. Đó. Rồi, còn những cái thân này thì em đang bán cho anh em mình là giá trên là đã bao ship hết rồi. Anh em nào mà cảm thấy hợp lý món nào thì mình chuyển miếng đó ha. Lô AG này khá là đẹp luôn anh em. Đó, như những con máy mới thôi. Anh em mà fan AG nhìn vô là biết hàng như nào liền ha. Thì những con ở đây, anh em nào mà thích giống như là mua kèm đế chuyển thì em tính đế chuyển có 100.000 thôi. Anh em nào mà mua riêng á, thân máy có pin sạc sẵn rồi á, giờ chỉ cần mua thêm thân máy thôi thì giá trên là em đã bao ship cho anh em mình rồi. Và những cái sản phẩm, có một số sản phẩm thì em sẽ bảo hành cho anh em mình là 3 tháng hết. Một số sản phẩm thì em bảo hành cho anh em mình là 6 tháng. Về sau loại hỏng em hỗ trợ sửa chữa, còn hàng chính hãng thì được bảo hành 1 năm. Cái vấn đề 1 năm là em đứng ra chịu trách nhiệm, cửa hàng em có,
em còn bán với anh em nên anh em mình không có sợ lăn tăn về vấn đề bảo hành ha. Còn bây giờ thì chào anh em. Anh em nào muốn xem máy, test máy trực tiếp á thì tới 18 đường 8 phường Vinh Trung quận Thủ Đức, anh em mình có thể tới đó xem máy, test máy. Anh em nào ở xa thì cứ gọi điện thoại chốt hàng online, thì những mặt hàng này thì nằm ở kho hết rồi anh em. Anh em chỉ cần mua online là em gửi thôi. Online thì cũng bao ship mà anh em tới tận mắt. Thì em là trước giờ đặc sản là quay làm sao bán vậy rồi. Quay làm sao giống như cây đó tình trạng như vậy. Anh em nhận hàng thì đúng trong tình trạng như clip rồi, nên mình không cần phải lăn tăn nữa ha. Còn bây giờ thì chào anh em, hẹn anh em gặp lại video kế tiếp nha.